Trời ơi các bạn ơi, bạn Ken con làm cái gì vậy? Wow, các bạn ơi, bạn Ken lấy cái cưa đồ chơi mà bạn Ken cắt cọng thun sao mà cắt được. Trời ơi, xin chào các bạn nha, Ken con chào các bạn đi. Wow, bạn Ken có nguyên một bộ luôn nè. Trời ơi, bộ đồ chơi của chú công an. Lấy búa đóng luôn hả? À, sửa xe sửa điện luôn nè, có nón bảo hiểm nữa mà. Chú làm công trình á, chú sửa điện á, biết không? Rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng bạn Ken chơi trò chơi nuôi mấy con vật nha các bạn. Đây nè, đây là nguyên một cục cá luôn. Đừng có đổ con cá chưa. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ đổ cá vô cái mình đổ con tôm chưa. Ủa cái gì đó, con tôm. Ôi các bạn ơi, con tôm. Ôi qua ba con tôm gì mà màu quá trời màu luôn nè. Đâu? Ba con tôm bự luôn nè. Qua wow, một con tôm màu xanh nữa các bạn, màu xanh nước biển đẹp quá. Tôm bự quá. À rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở bịch tôm này ra nha. Đổ vô đây nè. Bây giờ bạn Ken sẽ đổ con tôm ra cho chúng ta xem nha. Đây ba con tôm. Ui ba con tôm màu xanh, màu cam, màu trắng nữa các bạn ơi. Rồi có bắt lên cho các bạn xem nhé bạn Ken. Kẹp chưa? Không, tôm nó đâu có kẹp. Kẹp, búng kìa. Nó búng rồi chứ nó đâu có kẹp. Rồi đây nè các bạn ơi. Wow, một con tôm màu trắng nè. Wow, đẹp ghê chưa. Ôi, một con tôm màu cam nữa. Wow, nó búng một cái xíu, nó té xuống dưới luôn. Đây, một con tôm màu xanh nữa nè các bạn ơi. Rồi con xè tay ra, ba để lên cho, xè tay ra. Con mắt nó búng á. Đây hai con tôm màu xanh với màu cam này các bạn ơi. Wow, đẹp ghê chưa. Rồi các bạn ơi, giờ bạn Ken sẽ bỏ con kẹp hả? Kẹp sao à, nó kẹp tay bạn Ken rồi các bạn ơi. Rồi con bỏ vô đây đi, chế nước vô, con bỏ vô đây đi, bỏ vô cái hũ này. Giờ con tôm nuôi trong hũ nó bạn, giờ mình bỏ con tôm bự vô chung luôn. Ơi cái đồ múc nước đâu rồi Ken? Đây nha. Wow, nó có để xét cho mặt con coi. Rồi để cho các bạn xem nhé. Ôi con tôm này, ôi tôm này có hai kẹp, có chừng nó kẹp con đó. Rồi bỏ vô đây. Rồi bây giờ mình gỡ tôm bự ra mình bỏ chung nha. Bỏ nước vô. Dạ, nó bỏ gì? Đây các bạn còn một con tôm bự nữa nè, con tôm bự màu xanh nữa. Rồi bây giờ mình mở tên bỏ vô đó cho các bạn xem thử nha. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ đổ con tôm bự ra chúng ta xem nha. Con tôm bự này là nó kẹp luôn á bạn Ken ơi. Đó, một con tôm màu xanh bự nè. Lấy lá cây ra cho các bạn xem nhé. Đây bà bỏ lá cây vô hũ lại lên, vô bịch đi. Đây nè các bạn ơi, con tôm bự nè, nguyên tôm bự màu xanh luôn. Ôi con tôm này nó búng ghê quá. Đây con bắt thử cái Ken. Đâu con này nó búng không mà chứ không có kẹp. Nè dành nè. Wow, nó búng ghê quá. Rồi đây nè các bạn ơi. Wow. Đây tôm màu xanh nè. Rồi này các bạn, cho các bạn xem nha. Đó, tôm màu xanh đó. Rồi mình đổ nước cái thêm vô đây đi Ken ơi. Bỏ vô đây đi, xong mình bỏ đá vô, bỏ đá màu vô. Bỏ chung luôn nha. Bỏ đây nè, bỏ chung vô đây nè con. Rồi chế nước vô nhiều lên cho nó bơi, chế nước nhiều vô. Nước vô, cho nó cao lên cho nó bơi. Đây nè các bạn ơi, qua ba con tôm luôn. Được rồi. Rồi bây giờ bỏ đá vô nha. Đây mình có bịch sỏi nè, bịch sỏi màu nè. Bịch sỏi màu bỏ nhỏ vậy. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ đổ sỏi màu vô nha. Nhẹ nhẹ thôi. Được rồi. Rồi được rồi, nhiều quá rồi. Tôm đâu? Rồi đó. Đây nè. Wow, ba con tôm màu đẹp ghê chưa. Trời tối quá không thấy gì hết à. Rồi bây giờ mình để tôm ở đây ngang. Giờ bạn Ken bỏ sỏi màu vô hồ này mình nuôi cá, bỏ cá ra.
À, còn quên nữa, cái này là bi nè các bạn ơi. Bi bỏ luôn đấy. Thôi mình đổ ra đây đi. Đổ ra bóc vô. Đây, anh kia đổ bi ra. Ôi, cho các bạn xem quá trời bi màu đẹp luôn nè. Đây, con bỏ mấy viên bi vô đi. Bỏ bi vô. Wow. Bi này bự dữ à bạn Ken. Bi khổng lồ luôn hả? Rồi đủ rồi con, đủ rồi. Một cái nữa thôi. Có nhiều quá nặng. Rồi. Rồi bây giờ mình bỏ sỏi vô cái hũ này mình nuôi cá nha. Nuôi cá màu rồi bỏ sỏi vô. Đây mình có bịch cá màu nè. Rồi. Miếng nữa đi, miếng nữa đi. Nhiều hả? Rồi được rồi, bây giờ mình lấy cái bịch cá màu nè các bạn. Này cá màu hồng với cá màu xanh này mình bỏ vô nha. Đừng bỏ trong con cá, nó đẹp con tôm á. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ bỏ miếng cá màu này vô, chúng ta xem thử cái màu nó ra sao nha. Wow, cá này có 4 màu luôn nè các bạn. Ơ, nó chín luôn rồi. Đưa cái bịch ra con ơi, đưa cái bịch ra. Cá chết luôn nè. Rồi nó chạy xuống, rồi cá chạy xuống. Rồi con không, con không. Tao để lên cho các bạn xem chứ. Đây các bạn ơi, quá wow. Đây có 4 con cá, 2 con màu xanh và 2 con màu hồng. Đẹp không bạn Ken? Đẹp. Wow, đẹp quá trời luôn hả? Ơi giờ con bắt con gì vậy? Tôm. Ba, có chạy con tôm màu xanh biển nhau luôn. Tôm màu xanh nước biển đẹp không? Đẹp. Đẹp lắm hả? Màu đỏ, màu cam cũng đẹp, màu trắng cũng đẹp luôn. Rồi bây giờ cho nó mấy viên bi đi, cho con cá. Đây bi nè các bạn, bi bự ghê chưa? Cho cá vô coi ba. Ba viên bi. Rồi, ủa cái hũ thức ăn cho cá đâu rồi? Chú Hà cá cá. Trời ơi, cái hũ thức ăn cho cá Su nó tha nó ăn luôn rồi. Sao không giờ? Thôi các bạn ơi, có hũ thức ăn cho mấy con tôm với mấy con cá Su nó ăn gần hết luôn rồi, nguyên hũ mà ăn gần hết rồi nè. Rồi mình để đây ngày mai cái bắt đầu mình cho mấy con cá với mấy con tôm này ăn nha các bạn. Con tôm bự ăn luôn. Thôi tôm bự mình lấy cái hồ bự á, cái hồ bự mình nuôi nó, chứ nó kẹp mấy tôm nhỏ nè. Tôm bự nó dữ lắm. Rồi bây giờ bỏ rong vô nha, bỏ cho nó miếng rong vô đi. Đây cho các bạn xem lại đi. Các bạn đây là con tôm màu trắng với con tôm màu xanh nha. Con màu xanh cho cám bún nữa. Có tôm màu cam đó con. Rồi bạn kem bắn tôm màu kem, màu cam chúng ta xem lại nha. Được. Rồi con tôm này nhảy dữ quá hả? Nè ba bắt được nè, thấy chưa? Rồi các bạn ơi, video đến đây là hết rồi nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Tạm biệt các bạn đi con, bye bye đi. Bye. Đây các bạn ơi, quá bạn Ken có 3 con tôm luôn. 3 con tôm nhỏ xíu, một con tôm màu cam và một con tôm màu xanh nước biển, một tôm màu trắng nha. Đây, một con tôm màu xanh bự nữa. Rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng bạn Ken chơi trò chơi nuôi con tôm này, nghe mình làm bể á, làm mấy cái hồ này nè. Rồi mình nuôi tôm. Rồi có nguyên bộ đồ chơi chú công nhân nữa nè. Ba quay phim này đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm bể nuôi tôm nha.